Chuyện cái cân thủy ngân. Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham chế ra một cái cân cán rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết, khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán về đằng móc, còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được, và bao giờ phần lợi cũng về mình. Không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có, vì buôn bán lọc lừa. Nhà này sinh ra được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau, nhà ta bây giờ đã giàu có nhiều, lại được hai đứa con khôn ngoan học giỏi. Bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành đức lại cho con về sau. Bàn xong hai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem cái cân ra chẻ. Khi chẻ ra, thì thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ. Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cách đó hai tháng, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết. Rồi không bao lâu, đứa con còn lại cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà trời Phật không chứng quả. Rồi hai vợ chồng giàu dĩ khổ sở, cứ ngồi than dài thở vắn, không buồn động đến việc gì nữa. Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ có ông Bụt đến bảo rằng vợ chồng hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi vậy mà trách trời không có mắt. Trước trời thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai phá tan cho hết những của phi nghĩa chúng mày chắt bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh giữ làm lành. Trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về, đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành, rồi trời lại đền cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ. Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện, phúc đức. Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con trai khác, hai đứa con hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, rồi sau lớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ vang sung sướng trong cảnh già. Chuyện khỉ và châu chấu. Từ ngày mới có mặt đất và muôn loài, các loài vật cùng nói một thứ tiếng như loài người. Chúng sinh sống với nhau rất hòa thuận, không loài nào bắt nạt, chèn ép loài nào, duy có khỉ là hay ngỗ ngược. Chúng cậy mình vừa chạy được ở dưới mặt đất vừa nhảy được ở trên ngọn cây, nên hay bắt nạt các loài nhỏ hơn. Lần ấy khỉ đến một nơi nọ, thấy một đàn châu chấu đang bay đi nhảy lại trên bãi cỏ xanh rờn. Nhìn đàn châu chấu bay nhảy vui vẻ, khỉ nổi lòng ghen và bỗng nảy ra một ý tinh nghịch. Một hôm chẳng biết từ nào rừng nào, đàn khỉ kéo nhau đến bãi cỏ. Chúng lăn qua lăn lại quần nát bãi cỏ rồi phóng uế bừa bãi ra đấy. Lũ châu chấu non đang tập bay, chưa cứng cánh bị khỉ đè chết vô kể. Hoàng tí châu chấu bèn đến gặp hoàng tí khỉ để kiện. Hoàng tí khỉ không những không thèm nghe mà còn dọa dẫm. Bọn mày chưa bằng cái lông bọn tao mà dám láo xược à? Chúng mày muốn yên thân thì cút khỏi đây ngay. Rừng này là của tao, bãi cỏ này cũng là của chúng tao. Hoàng tí châu chấu nghe mà tức đến tận đuôi cánh, nhưng vẫn phân trần. Đầu các bác nhớ sai, miệng các bác nói không đúng rồi. Đây chính là đất đai của chúng tôi đấy. Từ lúc sinh ra chúng tôi đã ở đây, bố mẹ cụ kỵ chúng tôi cũng ở đây, chết ở đây. Các bác ở trên rừng kia chứ? Đàn khỉ trừng mắt quát. Lấy gì làm chứng mà bọn bay dám láo? Hoàng tí châu chấu chỉ vào một mô đất cao giữa bãi cỏ nói. Kia, các bác xem, mô đất là mồ mả tổ tiên chúng tôi. Chúng tôi ở đây để giữ phần mộ thiêng đó. Đàn khỉ re lên cười, chúng hè nhau nhảy lên mô đất cào bới. Lòng hoàng tí châu chấu đau như lá han sát. Hoàng tí châu chấu không chịu nổi, mắng lũ khỉ. Bớ khỉ, chúng mày quá lắm. Đừng cậy to xác mà bắt nạt, hà hiếp chúng tao. Chúng tao bé người thật đấy nhưng không sợ chúng mày đâu. Muốn đánh nhay thì đánh. Khỉ vẫn nhe răng cười khục khục. Dám thách đánh nhau với bọn tao à? Một đứa chúng mày liệu có chịu được một cái phẩy tay của chúng tao không? Hoàng tí châu chấu cứng cỏi đáp lại. Trưa mai chúng tao sẽ gặp chúng mày ở chỗ này. Đàn khỉ lại nhe răng cười rồi lăn mình ra bãi cỏ ngủ khỉ. Hoàng tí châu chấu trở về liền gọi ngay tất cả bầu đàn thê tử châu chấu lại để bàn việc đánh nhau với khỉ rửa nhục. Khi nghe hoàng tí của mình nói tơi chuyện đi đánh nhau với khỉ, lúc đầu có nhiều con run sợ, có con bàn lui. Hoàng tí à? Ta lớn không bằng một ngón chân của khỉ, đánh chúng không nổi đâu, ta chạy đi nơi khác nhường chúng đồng cỏ này thôi. Nhưng tiếng nói đó chưa kịp dứt thì cả đàn đã nhao nhao phản đối. Không được, đồng cỏ xanh tốt này là của tổ tiên ta, là của chúng ta, không thể để cho bọn khỉ muốn làm gì thì làm. Cái lý nó không thế, đất đai của ai người ấy ở chứ, ta đi mãi được à, kẻ khác muốn cướp, ta phải đánh nhau thôi. Một con châu chấu già bị lũ khỉ giẫm què một chân, cũng tham gia. Tuổi tôi đã gần hết nhưng thủ này chưa trả thì chưa thể nhắm mắt được. Ta nhỏ người sức yếu phải biết của một bụng, học cái sức lại cho lớn mới thắng được. Bụng già nghĩ kỹ rồi, chúng nó lớn xác nhưng ngu. Khi chúng đến,
Chúng ta chia nhai bay đến đậu lên trán, lên đầy chúng nó. Khi chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhằm đánh ta, ta nhanh chân nhảy đi. Thế là chúng nó sẽ tự đánh nhau đến vỡ đầu. Chúng ta sẽ thắng cuộc dễ dàng mà. Đàn hò reo thích thú. Hoàng tí châu chấu liền chọn những con khỏe nhất để đi đánh trước. Mọi việc đã sắp đặt xong, tất cả cùng một bụng nghĩ. Ngay đêm ấy, bác châu chấu già bay đến lũ khỉ. Này các loài khỉ ơi, tôi đã già, sức lại yếu. Hoàng tí châu chấu đã đuổi tôi đi, không cho tôi nhập đoàn. Tôi nghe nói các bác sắp khởi quân đánh nhau với lũ chúng nó. Tôi xin hiến kế để các bác giết hết chúng đi cho hả giận. Các bác là người tốt bụng nên tôi xin mách điều này. Cùng loài tôi biết, họ hàng nhà tôi có cánh, bay đến chỗ nào cũng được. Nhưng đánh nhau lại rất sợ gậy gộc. Các bác muốn thắng nhanh mà lại không tốn sức thì cứ kiếm mỗi bác một đoạn gậy cứng. Khi chúng nó đến, các bác cứ mang gậy ra khua, bay mỏi cánh. Hễ chúng đậu đâu, cứ đập một nhát là nát tan như đập một giọt nước. Chỉ loáng mắt là chết hết mà. Châu chấu già nói xong rồi chỉ vào cái chân què nói tiếp. Đây các bác coi, một chân tôi què vì bị đàn cáo dùng gậy quật đấy. May mà tôi chưa mỏi cánh còn bay thoát. Đàn khỉ ngốc nghếch nghe châu chấu già nói vậy liền tin ngay. Sáng hôm sau từ lúc ông mặt trời chưa dậy, đàn khỉ đã chí chéo kéo đến bãi cỏ. Con nào cũng mang theo một đoạn gậy. Chờ mãi vẫn không thấy con châu chấu nào. Hoàng tí khỉ sai quân đến gặp hoàng tí châu chấu. Lần thứ nhất, hoàng tí châu chấu bảo, chúng tao còn đang bận ngủ. Lần thứ hai, hoàng tí châu chấu lại bảo, chúng tao còn đang bận ăn, muốn chết chúng mày sẽ được chết, dục gì. Châu chấu cứ nấn ná cho đến khi ông mặt trời đính giữa đỉnh đầu, khi cánh châu chấu đã cứng và cũng là lúc bụng khỉ đói meo. Bất chợt đàn châu chấu mới rào rào bay tới, lũ khỉ bị đánh úp bất ngờ đâm hốt hoảng. Châu chấu thi nhau nhảy lên đầu lũ khỉ, vừa đá vừa phóng uế bừa. Đàn khỉ tức khí cứ thất châu chấu ở đâu là nhè đánh tới tấp. Lũ khỉ đánh lộn nhau, kiêu chí chóe châu chấu càng bay lung tung, đậu lung tung như chiêu thức lũ khỉ. Bọn khỉ càng phang lẫn nhau khỏe hơn. Chỉ loáng mắt, xác khỉ đã la liệt trên bãi cỏ, con nào cũng lòi mắt, nhè răng trắng nhờn. Thế là hết đời bọn ác, cậy thế hả hiếp bắt nạt kẻ y. Từ đó đàn châu chấu lại ngày ngày tụ tập ở bãi cỏ vui chơi, nhảy nhót như xưa. Chuyện cúng thành hoàng. Lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, xem bói, thì ra không phải tại chúa Liễu, mà do động thành hoàng bản thổ. Quỳnh gia đình khấn vái, xin thành hoàng cho khỏi, sẽ sửa gà lễ tạ. Khấn xong, về đến nhà thì vợ đã khỏi rồi, bà vợ dục làm gà lễ tạ. Quỳnh bảo, được, nhà không có gà ta có cái khác để lễ tạ rồi. Rồi Quỳnh vào ổ gà, thủ hai quả trứng, đem luộc, người nhà tường luộc để đánh gió. Một lúc, Quỳnh khăn áo chững chạc, cầm cái đĩa và hai quả trứng đi, người nhà lấy làm lạ. Đi theo xem, thì thấy Quỳnh vào đình để đĩa trứng lên hương án, rồi đứng đọc bài văn tế nôm rằng, chú là kẻ cả trong làng, ta là người sang trong nước, đôi bên chức tước chả kém gì nhau. Vì trẻ nó đau, phải ra khấn vái, phiên chợ thì trái, không mua được gì. Nhà có con gì nó vừa nhảy ổ, bắt ra mà mổ, nghĩ cũng thương tình. Chú có anh Linh, rơi hai trứng vậy. Khấn xong, chẳng lễ, chẳng vái gì trở ra về nói với vợ là yên tâm dưỡng cho thật lành bệnh bởi thần hoàng đã nhận lễ mà bằng lòng rồi. Chuyện mẹo chảy kinh. Mùa đông năm ấy, Quỳnh có việc đi gặp người bà con đang sinh sống ở Thăng Long. Đường về kinh thì xa, quốc bộ phải mất cả tuần, mà Quỳnh vẻn vẹn có một quan tiền sắt lưng. Mới ngày thứ ba túi đã hết nhãn tiền, chiều xuống, trời âm u, lại điểm mưa lâm thâm, gió bấc, đến đầu làng kia, bụng đói cồn cào, vừa may gặp một đứa bé mục đồng dắt trâu về xóm, Quỳnh mừng rỡ hỏi thăm lối vào nhà ấp trưởng. Ấp trưởng làng này vừa giàu sụ, vừa nổi tiếng quỷ quyệt. Qua vài lời chuyện trò với người lỡ độ đường, hắn đoán thầm khách không phải là hạng tầm thường, bèn vồn vã mời nghỉ lại và sai gia nhân làm mâm cơm thịnh soạn để thiết đãi. Nhưng mấy ngày liền, khách cứ đi đi lại lại, rồi đến bữa nằm dài đợi cơm rượu hỏi đến chức danh công vụ thì cứ ậm ậm ờ. Chủ nhà sốt ruột, sinh nghi, như thường lệ. Tối hôm ấy ăn xong một lúc, Quỳnh cáo lui về phòng riêng giáp với phòng ngủ của chủ nhân. Được một chập, Quỳnh tắt đèn lên giường nằm, biết ở phòng bên có người vẫn thức rình mò mọi hành vi của mình. Lát sau Quỳnh vừa thức dậy rón rén thắp đèn, sau đó cẩn thận lần dưới vạt áo, lấy ra một bọc nho nhỏ bên trong có ba gói vuông bàn bằng nhau. Khách cầm bút lông chấm chấm, mút mút đầu ngòi, hí hoái viết vào từng gói như để đánh dấu cho khỏi nhầm lẫn. Thực ra chẳng viết gì cả, miệng lầm nhầm đọc, cố ý cho kẻ đang rình bên kia khe vách vừa đủ lắng nghe. Độc sửa của nhà chúa, độc sửa của bà chính cung, độc sửa của thái tử. Làm như vậy, đoạn Quỳnh đem gói chung thành một bọc như cũ, dắt vào lưng áo, xong rồi tắt đèn, lên giường nằm trở lại. Khi phòng bên này bắt đầu tiếng ngáy đều đều,
thì phòng bên vọng sang tiếng động khe khẽ. Tên ấp trưởng bí mật mở chốt cửa ra ngoài, lèn đến chuồng ngựa, hộc tốc lao đi trong đêm. Sáng hôm sau, mới hửng sáng, quan quân từ đâu ập tới nhà ấp trưởng đông nghịt, gươm giáo tua tủa vây kín mọi phía. Quỳnh mở mắt, chưa kịp búi tóc đã bị trói nghiền lại, quẵng lên một chiếc xe có bốn ngựa kéo, chảy về kinh. Trước phủ chúa, Quỳnh bị điệu ra xét xử với nhân chứng và vật chứng rành rành. Chúa đích thân tự tay mở tang vật, té ra chẳng có gì ghê gớm. Chiếc bọc được gói kỹ lưỡng trong mấy lần mo cao, phủ ngoài bằng một vuông vải điều là chiếc bọc chứa ở bên trong mấy gói cơm khô nhỏ. Chúa lấy mũi hải đá té nắm cơm về phía Quỳnh, hất hàm tỏ vẻ khinh miệt. Ta tưởng thế nào, tài giỏi như trạng mà cũng ăn cả cái vớt đi này à? Khải chúa, Quỳnh đáp lại không chút ngần ngừ, nhà chúa thừa thãi mới gọi đó là của vứt đi, còn thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt, họ gọi cơm gạo là ngọc thực. Nói rồi, Quỳnh trân trọng nhặt lấy mấy hạt cơm khô bỏ vào mồm nhai rào rạo. Chúa biết mình lỡ lời, đỏ bừng mặt, lại thêm một phen mắc lỡm, tức lộn ruột, không có cớ gì buộc tội Quỳnh. Chúa chuyển nọc tên ấp trưởng ra, bắt lính đánh 30 trượng vì tội nói láo và báo sai. Trước cảnh tượng ấy, trạng chỉ biết mỉm cười. Mặc dầu đã được tha bổng, trước khi bái biệt bề trên, Quỳnh vẫn không quên giễu chúa bằng những câu khéo. Xin chúa rộng lượng tha thứ cho ấp trưởng, và cho thần được cảm ơn hắn cùng quan quân triều đình. Chuyện nàng tiên cóc. Ngày xưa, có hai vợ chồng nông dân hiếm hoi, cầu trời khấn Phật mãi người vợ mới có thai. Nhưng đến khi sinh ra, không phải là người mà lại là một con cóc. Con cóc lớn lên, biết nói tiếng người, song hình thù sần sùi, xấu xí, khiến cha mẹ nó lấy làm buồn phiền, thường than thở với nhau. Vợ chồng mình già cả, hiếm hoi, tưởng sinh được mụn con nối dòng, trông nom đỡ đần mình, ngờ đâu oan gia nghiệp báo lại sinh ra cóc, còn trông mong gì nữa. Cóc nghe thấy thế, khuyên cha mẹ đừng lo. Rồi ngay hôm sau cóc nhảy đi coi ruộng cho cha mẹ, và từ khi nó trông nom đồng áng thì chẳng có ai lấy trộm lúa ruộng nhà nó như trước nữa. Một hôm, có mấy thư sinh đi qua ruộng nó, dẫm lên lúa, bỗng nghe có tiếng lanh lành như giọng con gái bảo rằng: "Xin các cậu đi cho có ý tứ kẻo làm nát lúa nhà em." Lũ thư sinh nhìn vào ruộng lúa, chẳng thấy ai, chỉ thấy một con cóc đang ngồi đó, tiếng nói dịu ngọt làm cho một anh trong bọn đâm ra có cảm tình. Chàng thư sinh này bấy lâu đọc sách đạo thần tiên, tin tưởng có sự mầu nhiệm ở đời, nên về nhà nói với cha mẹ xin hỏi cóc làm vợ. Ban đầu cha mẹ thư sinh tưởng con mình hóa dại, song anh ta cứ một mực đòi lấy cóc làm vợ cho kỳ được, nếu không thì thể quyết chẳng lấy ai. Người cha bèn kiếm cớ từ khước, bảo chỉ có một mình anh ta là con trai, cưới cóc về có sinh ra được con cái để nối dòng không. Thư sinh tin là sẽ có sự nhiệm màu xảy đến trong ngày cưới cóc về, tiên Phật sẽ giúp cho cóc thành người có đức hạnh, nhan sắc hơn đời. Thấy con đã nhất quyết như vậy, cha mẹ anh ta cũng đành phải chiều theo, đem chầu cao đi hỏi cóc. Đến ngày cưới, bên nhà trai mang đủ lễ vật, đồ nữ trang, quần áo cho cô dâu như người thường. Chàng rể hy vọng tiên Phật hóa phép cho cóc thành một cô gái xinh tươi, như chàng vẫn mộng tưởng. Cả hai họ cũng trông mong như vậy, nhưng đến khi rước dâu, mọi người phải tức cười và xấu hổ vì đưa đón một con cóc nhảy về nhà chồng. Cha mẹ chồng vừa giàu, phiền cho con trai, vừa chua xót vì con dâu cóc, liền cấp ruộng cho đôi lứa đi ở riêng. Thư sinh cũng buồn lòng, cặm cụi học hành, nghiên cứu các khoa học thần bí, hy vọng gỡ rối cho gia đình, nhất là đối với cha mẹ già đang khát khao có cháu bé. Cóc thì siêng năng công việc ở nhà, thức khuya dậy sớm khuyên chồng chăm chỉ bút nghiên. Ngày ngày anh ta đi học về thì đã thấy cơm nước sẵn sàng, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, mới nghĩ bụng rằng trong lúc vắng mình, chắc vợ chút lốt cóc thành người, chứ một con cóc thì làm sao lo việc nội trợ khéo léo được thế kia. Mấy bận anh ta thử dình, ra đi, rồi thình lình trở về bất ngờ, hy vọng bắt gặp vợ là một cô gái xinh đẹp, xong chỉ thấy một con cóc sần sùi ở nhà. Anh van nài cóc hóa thành người đẹp cho mình được sung sướng, nhưng cóc vẫn thản nhiên không tỏ vẻ gì cả. Một tối, anh cho cóc hay tin mình được bổ đi dạy ở trường tỉnh, ngỏ thật rằng mình không thể đưa vợ đi theo nếu vợ vẫn giữ lốt cóc. Từ ngày cưới về anh ta đã chịu biết bao lời chế giễu của hàng xóm, bè bạn. Hơn nữa, cha mẹ vẫn thúc giục anh lấy thêm vợ khác để có con nối nghiệp tông đường. Cóc lặng yên nghe chồng than thở, khuyên chồng chớ nên quá buồn phiền và xin phép hôm sau về nhà thăm cha mẹ. Sáng ngày, cóc đi theo chồng, được một quãng thì nhảy vào một cái bụi bên đường. Thư sinh dừng bước lại thì thấy ở bụi cây đi ra một cô gái xinh đẹp lạ lùng, quá sức ước mong của anh bấy lâu. Anh sung sướng ngẩn ngơ nhìn người vợ đẹp lại gần, say đắm ngắm nghía vợ từ đầu đến chân rồi thiết tha xin vợ từ đây, cứ giữ hình người. Biết là vợ đã chút lốt cóc già trong bụi, anh ta kiếm cớ đi lùi lại sau rồi chạy lèn đến bụi tìm lốt cóc mà giấu vào mình. Đến nhà, cha mẹ thư sinh mừng rỡ thấy con dâu cóc đã hóa ra người xinh đẹp, dịu dàng. Anh chồng hân hoan thừa lúc mọi người không để ý đến,
đem lốt da cóc bỏ vào bếp lửa cho tiêu tan. Hai vợ chồng ở lại nhà cha mẹ cả đôi bên luôn mấy ngày, vui vẻ tiệc tùng liên tiếp rồi mới trở về nhà. Trên đường về, vợ kiếm cớ vào bụi cây để tìm lại lốt cũ. Không thấy, chồng mới cho hay là mình đã lấy đốt đi rồi. Vợ đành phải giữ nguyên hình người để về với chồng. Hai vợ chồng ăn ở với nhau đằm thắm vui vẻ, vợ sinh được nhiều con cái, chồng học thi đỗ cao làm nên chức lớn, sống một đời sung sướng. Chuyện sự tích cao lãnh. Đồng Tháp 10 có bay thẳng cánh, nước Tháp 10 lấp lánh cá tôm. Đồng Tháp 10 ngoài ruộng lúa phì nhiêu và cá tôm lấp lánh, sen nở bạt ngàn. Còn có sự tích về một địa danh mà không hẳn ai cũng biết, đó là Cao Lãnh. Hồi trước có cặp vợ chồng Đỗ Công Tường, tục danh là Lãnh, từ miền Trung đến đây lập nghiệp. Sau mấy năm chí thú làm ăn, gia cư ông Lãnh khá khang trang. Tính tình ông chính trực ngay thẳng nên được dân làng cử làm chức câu đương, một chức danh để phân xử những vụ tố tụng trong làng. Ông bà Lãnh trồng một vườn quýt, hàng xóm thường tụ tập đến đây để đổi trác, mua bán. Lâu ngày chỗ ấy thành chợ, đó là chợ cầu ông Lãnh ngày nay. Đến năm Canh Thìn 1820, nạn dịch tả hoành hành rất dữ, dân chúng trong làng bị bệnh, chết rất nhiều, xóm làng chợ búa trở nên vắng vẻ, ảm đạm. Thuở ấy, chưa có thuốc men như bây giờ nên người ta cho rằng bệnh dịch tả là do trời đất, thần thánh gây ra để của phạt dân làng. Ông Lãnh cũng không suy tư gì hơn quan niệm đương thời, nên ông lập bàn thờ giữa sân chợ để khấn vái xin trời đất, thần thánh giúp dân thoát khỏi tình cảnh chết chóc bệnh hoạn ấy. Điều đáng nói là hai ông bà nguyện thế mạng mình để cầu cho dân chúng thoát cảnh đau thương. Cúng xong, hai ông bà ăn chay ba bữa, đến sáng hôm thứ tư thì bà Lãnh mắc bệnh, đến tối bà qua đời. Đang lo việc an táng cho bà thì ông lại phát bệnh và cũng ra đi đột ngột. Nhân dân trong làng lo việc chôn cất ông bà xong thì bệnh dịch tả cũng tự dứt luôn, mọi người trở lại cuộc sống an nhàn như cũ. Do vậy, họ cho rằng nhờ vợ chồng ông Lãnh thế mạng nên cứu được chúng dân. Để tưởng nhớ công ơn, dân làng lập miếu ngay trên ngôi mộ của hai ông bà tại làng Mỹ Trà bên bờ kinh Thầy Khâm để thờ phụng, gọi là miếu ông chủ chợ. Chợ vườn quýt từ đó được gọi theo tên ông, vì tên tục của ông là Lãnh, lại làm chức cầu đương nên dân chúng thường gọi là Câu Lãnh và chợ gọi là chợ Câu Lãnh. Chợ Câu Lãnh ngày càng thịnh vượng và người đến mua bán lại đọc trạch Câu Lãnh thành Cao Lãnh nên tên Cao Lãnh được dùng từ đó. Chuyện tiêu diệt mãng xà. Ngày xưa, trong một hang núi nọ có một con mãng xà, đầu nó to bằng cái chum, trên đầu có màu đỏ, hai mắt như hai quả quýt, thân dài hơn trượng, nó đi đến đâu là cuốn thành bão đến đấy. Cây cối đổ rào rào, bụi bốc mù mịt, nó đã ăn thịt không biết bao nhiêu là súc vật và người. Người ta dùng nhiều cách để diệt trừ, nhưng mãng xà đã không chết mà còn phá hoại dữ dội hơn. Cuối cùng nhà vua phải xây dựng cho nó một cái đền và hứa mỗi năm khấn một mạng người để nó đỡ phá phách. Nhà vua ra lệnh bắt các làng mỗi năm phải nộp một người con gái để dâng cúng mãng xà, nhưng cũng cho giao trong nước. Ai tiêu diệt được con quái vật ấy thì sẽ phong quận công và cho lấy công chúa làm vợ. Bấy giờ có một chàng trẻ tuổi từ lâu được một nhà sư đưa lên nuôi trên một ngôi chùa ở núi cao. Hàng ngày nhà sư truyền cho anh nghề múa gươm và các môn võ nghệ, thành tài. Anh được thầy tặng một thanh gươm quý và cho phép hạ sơn. Hôm ấy anh trở về làng, sau khi kéo bộ suốt cả một ngày mệt nhọc, anh thấy một tòa đền có ánh sáng le lói, không biết là đền mãng xà, bèn ghé vào nghỉ chân. Vừa bước vào cổng đền bỗng nghe có tiếng khóc thút thít ở phía trong, anh lấy làm ngạc nhiên vội lần vào thượng điện. Dưới ánh đèn dầu, anh thấy một cô gái chạc 18-20 tuổi bị trói vào cột ở một góc điện. Anh lập tức bước đến cởi trói cho nàng và nói: "Làm sao cô lại bị trói ngồi ở đây?" Cô gái gạt nước mắt nói: "Chàng là ai, ở xứ nào mà không biết đây là đền thờ mãng xà ư?" Đoạn cô kể lại những hành động của mãng xà, mỗi năm phải nộp một mạng người ra sao, cuối cùng cô nức nở: "Nhà thiếp có một mẹ một con, nghĩ mình chết đi cũng không tiếc, chỉ thương mẹ già không có ai nuôi. Nhưng thôi chàng hãy đi mau khỏi chốn này, nếu không mãng xà nó đền thì chẳng còn tính mạng." "Thế bao giờ thì nó đến đây?" "Chỉ nội trong đêm nay." Chàng trẻ tuổi ân cần: "Tôi muốn thay nàng nộp mạng cho mãng xà để nàng được về với mẹ." Cô gái đáp: "Thiếp không muốn vì mình mà người khác phải chết, cứ để mặc thiếp chịu số kiếp thê thảm, tiền oan nghiệp chướng này. Chỉ mong chàng nếu có đi qua làng, hãy làm ơn ghé vào an ủi mẹ già giúp thiếp." "Không, nàng hãy kịp tránh khỏi nơi đây, để mặc tôi với con quái vật." Rồi rút gươm ra khỏi bao, chàng nói tiếp: "Nó không thể làm hại được tôi đâu, tôi sẽ bắt cái này ra đối mặt một phen với nó, nàng hãy chạy về làng mau đi." Nói đoạn, anh dẫn cô gái ra khỏi cánh rừng, rồi trở lại đền nai nịt gọn ghẽ, quyết thức đợi mãng xà. Vào khoảng nửa đêm, bỗng phía ngoài có tiếng rào rào, cành cây gãy răng rắc, một mùi tanh tưởi xông vào mũi đến lộn mửa. Chàng trẻ tuổi đứng dậy rút gươm nấp vào bên thượng điện, mãng xà quen như mọi khi.
từ từ vắt mình qua tường tiến vào. Nhưng nó vừa thò cái đầu vào đền thì chàng trẻ tuổi đã khởi thế công ngay. Lưỡi gươm của anh lóe lên trong đêm tối như chớp giật. Con quái vật bị thương lao tới toàn nuốt sống kẻ thù, nhưng đường gươm lợi hại của anh đã lại bồi cho nó một nhát thứ hai. Mãng xà đau quá, giống lên, hả hơi phun gió, rồi quật đuôi tới tấp làm anh lăn đi mấy vòng. Sắp bị lọt vào miệng quái vật thì may sao, anh đã kịp đứng bật dậy, thủ thế đâm cho nó một mũi thứ ba, nhưng vì đâm mạnh quá nên mũi gươm bị gãy. Anh bèn bồi tiếp mấy nhát, mãng xà bị thương nặng. Cả khúc thân của nó quằn quại mạnh đến nỗi tường và mái đền đổ sụp, gạch ngói lăn xuống rào rào. Anh giơ lưỡi gươm chặt lấy cái đầu con ác thú. Giết được mãng xà, chàng trẻ tuổi khát nước quá chạy khắp rừng, đi tìm suối giải khát. Rồi vì mệt quá, anh lần ra bên bờ suối ngủ thiếp một ngày một đêm. Trưa hôm sau, một viên quản có phận sự gác ở khu vực này tiến vào đền để dò động tĩnh. Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy mãng xà nằm trên vũng máu, mà cô gái thì không biết đã biến đi đường nào. Nhưng nghĩ đến lời hứa của vua, hắn lập tức xách lấy đầu mãng xà phóng ngựa về kinh lĩnh thưởng. Trông thấy đầu con quái vật, nhà vua rất vui mừng. Vua hỏi: "Ai đã giết được mãng xà?" Viên quan đáp: "Tâu bệ hạ chính là kẻ hạ thần này." Vua khen ngợi hồi lâu, rồi ban sắc chỉ phong cho làm quận công, lại truyền gả công chúa như lời đã hứa. Đám cưới tổ chức rất linh đình, nhưng giữa hôm cưới, trong khi vua quan tề tựu đông đủ, thì bỗng có một người khách lạ xin vào yết kiến. Vua truyền cho vào, người khách lạ chính là chàng trẻ tuổi đã giết mãng xà. Vua hỏi: "Nhà ngươi đến đây có việc gì?" Chàng trẻ tuổi đáp: "Tâu bệ hạ, chỉ xin phép bệ hạ cho tôi được lấy lại một mảnh gươm gãy còn dắt trong đầu mãng xà mà thôi." Vua hết sức ngạc nhiên: "À, vậy ra không phải là phò mã của ta đã hạ thủ mãng xà ư?" Vua nhìn sang phò mã mặt đã tái đi, nhưng vẫn cố cãi: "Nó là thằng bá vơ nào dám vào đây nhận rằng." Vua liền sai hoãn ngay lễ cưới lại, rồi bảo vệ sĩ bổ đầu mãng xà để tìm mảnh gươm. Một lát sau, vệ sĩ đã đưa mảnh thép về dâng nộp. Khi giáp vào với gươm của chàng trẻ tuổi thì vừa như in. Vua thét: "Thì ra phò mã đã lừa dối trẫm và mọi người." Lập tức vua sai lột thẻ vàng quận công của hắn rồi đeo vào cho chàng trẻ tuổi. Sau đó vua dắt anh ngồi vào chỗ ngồi của phò mã và ra lệnh cho lễ cưới lại tiếp tục như cũ. Trong khi đó thì viên quản bị giải ra pháp trường. Chuyện con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cất trâu. Xưa, có một người đàn bà làm nghề dệt vải. Nàng bản tính thông minh tháo vát, nhưng lấy phải người chồng đần độn không làm được nghề gì nên thân. Một hôm, vợ đưa cho chồng mấy tấm vải bảo mang ra chợ bán. Vợ dặn: "Nếu không được 4 quan mỗi tấm thì đừng có bán, nghe." Chồng mang vải ra chợ đi khắp nơi, sao khản cả cổ mà chả có ai mua cả. Mãi về sau có một ông cụ già mua cho 2 tấm, nhưng ông ta lại không mang tiền theo. Ông cụ bảo hắn: "Chốc nữa anh đến nhà tôi lấy tiền nhé, nhà tôi cũng ở trong xã này thôi." Hắn hỏi: "Nhà ông ở đâu?" "Tôi ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò le, chỗ cây tre một mắt, đến đó tôi sẽ trả tiền ngay." Đến chiều hắn đi tìm người mua hàng chịu của hắn, gặp ai hắn cũng hỏi thăm chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò le, chỗ cây tre một mắt là ở đâu, nhưng chẳng một ai biết thế nào mà trả lời. Người ta chỉ nói với hắn: "Thôi rồi, anh mắc phải tai bịp bợm nào đấy thôi." Hắn đi loanh quanh mãi đến tối mịt không tìm được nhà, đành phải trở về ôm mặt hu hu khóc. Vợ hắn hỏi tại sao thì hắn kể cho vợ nghe tất cả câu chuyện. Người vợ bảo: "Cũng dễ tìm thôi, chỗ chợ đông không ai bán là cái nhà trường, chỗ kèn thổi tò le là bụi lau vì khi gió thổi nghe như tiếng kèn sáo, chỗ cây tre một mắt là bụi hành hay tỏi gì đó. Vậy anh phải kiếm người đó ở một cái trường học, gần đó có bụi lau, trước cửa có vườn trồng hành tỏi." Qua ngày sau, anh chồng lại cất bước đi tìm. Quả đúng như lời người vợ nói, hắn gặp ông lão hôm qua, đó là một thầy đồ dạy học trò. Thấy hắn đến, ông đồ liền hỏi xem nhờ ai mách cho mà biết được chỗ ở của mình. Hắn đáp: "Tôi tìm ông suốt cả một buổi chiều hôm qua, may nhờ có vợ tôi mách cho đấy." Ông thầy nghĩ, người đàn bà này hẳn là một cô gái thông minh tài trí, ít người sánh kịp. Hôm đó nhân nhà có dỗ, ông đồ mời hắn ngồi lại ăn cỗ. Hắn ta cắm đầu chén một bữa no nê lại được ông đồ gửi phần về biếu vợ. Nhưng khi trả tiền, ông đồ còn gửi hắn một gói khác bảo đưa cho vợ, trong đó chỉ có một cục phân trâu ở giữa có cắm một cánh hoa nhài. Hắn ta chẳng hiểu gì cả, cứ việc cầm lấy về nhà. Người vợ trông thấy, hiểu ý ông thầy muốn mỉa mai mình: "Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, như bông hoa lại cắm bãi cứt trâu." Càng ngẫm nghĩ về gói quà, nàng càng buồn bực, trách chồng dốt nát để mang về cho mình một lời trêu chọc chua cay. Rồi nghĩ tới duyên phận hẩm hiu, nước mắt nàng lã chã. Nàng vứt cái thoi, bụng bảo dạ: "Thân thế ta thật chả ra gì. Trên đời có bao nhiêu người khôn ngoan tài giỏi, còn ta thì lấy nhầm phải một thằng chồng u mê đần độn." Trong một cơn phiền muộn,
Nàng chạy ra bờ sông, toan nhảy xuống dòng nước chẫm mình cho rồi một đời. Lại nói chuyện ông thầy dạy học, sau khi tiễn chân anh chàng bán vải ra khỏi cửa, nghĩ đi nghĩ lại thấy sự trêu chọc ác nghiệt của mình thật là không phải. Ông đâm ra lo câu chuyện đưa tới một kết quả không hay. Không biết chừng người đàn bà ấy vẫn chí liều thân hoại thể thì ta sẽ có tội rất lớn với danh giáo. Nghĩ thế, ông đồ bèn đi mượn một cái giỏ đựng cá thủng chôn, rồi mang ra bờ sông cùng với chiếc cần câu làm bộ câu cá. Ông cứ men theo dọc bờ sông gần làng, đi lại trông chừng. Khi thấy một người đàn bà ngồi trên bờ vắng, đang ôm mặt khóc thút thít, ông biết ý vội tiến đến gần, có ý chìa giỏ cho nàng thấy và nói: "Chị này ngồi tránh đi chỗ khác cho tôi câu cá nào." Người đàn bà đó đúng là vợ anh chàng bán vải. Nàng ngước mắt trông lên thấy có một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc mà lại mang chiếc giỏ rách đi câu. Nàng tự nghĩ, người nào đây ngu quá là ngu, chồng mình tuy khở dại nhưng cũng chưa đến nỗi này. Rồi nàng kết luận, vậy ra chồng mình vẫn còn có những chỗ hơn người. Nghĩ vậy, nàng bỏ ý định tự tử mà trở về nhà. Chuyện đầu to bằng cái bồ. Chuyện kể rằng, lúc Quỳnh còn nhỏ, mới 7-8 tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ, nhưng cũng là một đứa trẻ trố nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước xách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi, Quỳnh bao giờ cũng lấn lướt. Một đêm mùa thu, trăng tháng 8 sáng vòng vặc, đang chơi với đám trẻ ở sân nhà, Quỳnh bảo: "Chúng bay làm kiệu cho tao ngồi, rồi tao đưa đi xe một người mà cái đầu to bằng cái bồ." Lũ trẻ tưởng thật, liền tranh nhau làm kiệu rước Quỳnh đi vòng vòng quanh sân, mệt thở muốn đứt hơi. Xong, chúng nhất định bắt Quỳnh phải giữ lời hứa. Lúc ấy trăng đã mờ, Quỳnh bảo: "Tụi bay đứng đợi cả ở đây, tôi đi đốt lửa soi cho mà xem." Bọn trẻ nhỏ hơi sợ, không dám ở lại, chỉ những đứa lớn hơn bạo dạn đứng chờ. Quỳnh lấy lửa thắp đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn, bảo: "Kìa, trông trên vách kia, ông to đầu đã ra đấy." Anh nào cũng nhìn nhớn nhớ nhớn nhác, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách to bằng cái bổ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh sỏ, quay ra bắt Quỳnh làm kiệu đền. Quỳnh chạy vào buồng đóng cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng là trẻ đánh, cầm roi chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn. Chuyện người đàn bà tiết liệt. Ngày xưa ở vùng Bắc Ninh là đất nổi tiếng có nhiều con gái đẹp. Có một cô gái làng Cách Bi về làm vợ ông cử nhân Nguyên Hành, giữ chức chi huyện Thủy Đường. Người ta vẫn thường gọi là bà huyện Thủy Đường. Lấy chồng sinh được một con trai vừa được 7 tháng thì chồng mất. Bà huyện đang còn trẻ đẹp, nhưng nhất quyết ở vậy thờ chồng nuôi con. Trong làng có tên Lý Trường, vốn là tay cường hào. Thấy bà huyện quá đang độ gái một con trông mòn con mắt nên thường kiếm cách trêu ghẹo, muốn được yên thân nuôi con. Bà khôn khéo từ chối, bảo chờ đến ngày bà đoạn tang chồng. Một hôm tên Lý Trưởng đón đường bà đi chợ về, xông ra ôm bà bỏ chạy về nhà, lạy bàn thờ chồng, rồi trao nhà cửa cho họ hàng, bế con lên chùa Kim Giang để tu. Khi con trai được 7 tuổi, bà đưa con trở về nhà, bày lễ tế chồng, giết trâu mời họ hàng và xóm làng đến dự tiệc. Tên Lý Trưởng đã làm nhục bà lò mò đến, hí hửng nhắc đến lời hứa hẹn cũ. Bà trả lời rằng đợi cúng chồng xong rồi sẽ bàn tính đến. Trước đông đủ mặt bà con làng xóm, bà lại bàn thờ chồng xong, rồi cầm dao sắc chỉ vào mặt tên Lý Trường mà kể tội làm nhục bà trước kia. Bà nói rằng bà còn sống đến nay là vì đứa con trai nối nghiệp còn nhỏ. Bây giờ bà có thể gửi con lại cho họ Nguyễn mà chết theo chồng cho trọn tiết nghĩa. Nói xong, bà tự cắt đứt lìa bên vú đã bị tên Lý Trường chọc ghẹo trước kia, rồi ngã xuống chết. Cả họ liền bắt trói tên cường hào giái lên quan trên trị tội. Con trai bà huyện Thủy Đường là Nguyễn Cao, về sau học hành thi đỗ ra làm quan vào cuối triều vua Tự Đức. Khi mất nước, Nguyễn Cao bỏ quan về làng. Dù rất nghèo túng, người Pháp dụ ông ra làm quan, nhưng ông từ chối, họ bảo ông rằng: "Chúng tôi nghi bụng ông lắm." Nguyễn Cao trả lời: "Các ông nghi thì để tôi vạch bụng ra cho mà xem." Vừa nói, ông vừa lấy móng tay bấm thủng bụng, lôi ruột ra. Người Pháp vội vàng đưa thầy thuốc đến cứu chữa, nhét ruột ông vào, không được chết phô bày gan ruột yêu nước của mình. Nguyễn Cao liền cắn lưỡi tự tử. Dân gian khi nhắc đến mẹ con bà, thường nói: "Mẹ anh hùng sinh ra con hào kiệt."